Chào các bác, em đây rồi. Hôm nay em quay video, làm video về cái cây kiếm thủy trơn nhá. Kiếm thủy trơn ấy thì người gọi là kiếm thủy trơn. Đây, tại sao nó gọi nó thủy trơn? Các bác nhìn thấy cái tâm của nó ở giữa đâu? Đây, cái này cánh nó lỗ thì đây ở giữa này. Này nó vàng ươm, này trơn, sạch. Đấy, bông nào nó cũng thế. Đây, cái tâm vàng này nhá. Ngày xưa ấy, chơi ấy, thì gọi cái này là thủy trơn, thì cái này nó vàng rồi gọi là thủy thủy trơn, nhưng về sau này ấy, thì cây đa phần những cây mà nó kiểu dạng gần sơ mi như này thì là người ta đặt tên hết, bởi vì khi bây giờ cuộc chơi kiếm nó lên nhiều tiền rồi ấy, thì ai muốn đặt tên thì cây của mình nó có giá trị. Ví dụ như những cây kiếm khác cũng là dạng thủy trơn nhưng người ta đã gọi đổi tên gọi rồi, người ta không gọi là thủy trơn nữa để có sự phân biệt. Đó chính là cái cây vị hoàng chẳng hạn. Nhiều người ta cứ nghĩ rằng là cái, như em biết, người ta cứ bảo là ngày trước thì chẳng ai đấy đâu, nhưng người ta cứ bảo là cây thủy trơn vị hoàng là một. Đúng là cái cây thủy trơn, nó là cái thủy nó trơn ấy. Cái thủy chính là cái cựa vàng vàng đấy, em bảo bác này. Đây là cái tâm của nó này. Tâm nó vàng này. Này. Ấy. Ngày xưa là gọi là như thế. Nhưng bây giờ thì cứ lôi tên ra mà phang thôi. Bởi vì là mỗi người đặt tên một kiểu. Cái này thì gọi là thủy trơn lưỡi bệt, còn cây thủy trơn lưỡi đốm ấy thì gọi là cây vị hoàng. Đấy, thế này là các bác khi mà mua cây ấy, là cần phải để ý chính xác rằng là cái cây mà mình mua nó là cây gì. Nó là cây thủy trơn hay là cây vị hoàng hay là một cái cây nào khác. Mỗi cây thì nó có một cái vẻ nó khác nhau. Nhưng ngày trước cứ gọi chung nó là thủy trơn bởi vì nó cứ có cái cựa trơn thì gọi là thủy trơn rồi. Chứ nó không giống như bây giờ thì mỗi cây ra một mặt hoa khác nhau là người ta sẽ đặt tên. Bởi vì bây giờ cây nó giá trị hơn ngày trước rất là nhiều. Ngày trước cái cây này chắc cách đây khoảng 2 năm chắc 100.000 thân. 100.500, cách đây 2 năm, năm 2016. 26 27 chắc 100.000 thân. Bởi vì ngày đấy chỉ chơi kiếm đột biến, chẳng ai chơi kiếm thủy trơn làm gì. Toàn chơi kiếm đột biến kiểu dạng xanh vàng ấy, xanh vàng hết. Chơi kiếm đột biến. Chứ còn những cái cây kiểu đột biến ít này thì sơ mi này thì không chơi, bởi vì giá trị nó thấp. Bây giờ thì kiếm trào lưu lên cao thì cái gì người ta cũng chơi. Và những cái cây mà nó giá trị lớn hoặc là cứ khác với những cái cây kiếm bình thường ấy, giờ đã đặt tên rồi, kể cả những cây kiếm tiên vũ bình thường thì người ta gọi là kiếm mắm ấy. Nhưng mà người ta đặt tên kiểu dạng cánh bầu, cánh mai, cánh sen là người ta đều đặt tên hết. Bởi vì giá trị nó lớn hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày trước thì kiếm ít người để ý đến. Nhưng bây giờ trào lưu 2 năm trở lại đây, năm 2018, 2019 thì nó trào lưu nó mạnh hơn và nhiều người chơi hơn. Thì cây này thì được nhiều người sưu tầm. Và thân lá nó cũng khá là đẹp. Thì nó, những cái cây mà kiểu sơ mi này, nó kiểu là dạng phi điệp đột biến ấy. Phi điệp thì nó cũng, thân lá nó cũng không có gì khác so với những cái cây bình thường à. Nó cũng như những cây kiếm bình thường. Thế nên là để mà nhìn cái thân lá mà đoán là cái gì thì chắc chắn chẳng bao giờ đoán được. Bởi vì nó kiểu dạng sơ mi một ít ấy. Có nghĩa là sơ mi một nửa ấy. Chứ nó không phải đột biến hết. Đột biến hết như kiểu những cái dòng mà như kiếm này thì là đột biến hết, như kiểu là sơ mi van 3. Van 3 thì nó là cánh vàng lưỡi trắng. Còn cây những cái cây mà một nửa này gọi là va sơ mi, còn cây kia là van 3. Van 3 là cây đột biến hết. Còn sơ mi va thì là đột biến một nửa. Đột biến nó kiểu dạng một nửa, còn những cái cây kia thì nó khác. Thì những cái cây mà an 3 ấy, van 3 thì nó sẽ nhìn nó sẽ dễ nhận biết hơn. Thứ nhất là về thân lá mầm thì nó cũng sạch. Xanh sạch. Và lá thì mình cứ phải nhớ dạng lá thôi, chứ còn cái dạng như cây tiên vũ ấy, thì nó gần như cây nào nó cũng có những cái sắc tố là một cái cây rừng thì nó không có sự khác biệt nhiều. Nhưng mà những cây nào đột biến hẳn ấy, thì nó có sự khác biệt về màu sắc của cái mầm mới lớn thì nó sẽ xanh sạch như là những cái cây khác. Như những cái cây đột biến van 3
Thì đây em sẽ quay gần thêm vào cái bông 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 này, nó nở được khoảng 5 ngày. 5 ngày thì cánh hơi bị quăn ấy. Cánh hơi bị quăn. Còn những cái cây mà nó mới nở thì hoặc là khum khum ấy, hay mới hé thì người ta chụp cánh rất là tròn. Kiểu dạng cánh nhìn ảnh ấy thì nó sẽ rất là khó để có thể nói được là cái cây nào. Thế nên là cần những cái video ấy thì mới biết được nó là cây nó nở lâu rồi thì nó sẽ cánh nó sẽ bị quăn. Còn mới nở thì cánh sẽ rất là tròn, trên này vẫn còn một nụ đó. Và nó mới nở một nụ nữa thì em lại quay tiếp về cái cây cái kiểu mới hé của nó. Bởi vì mới hé nó tròn lắm, cái này mới hé rất là tròn. Nhưng bây giờ thì nó nở lâu rồi. Nó sắp tàn rồi, nhưng mà cây này nó cũng hơi hôm nay trời nắng nhưng mà nó hơi ăn ánh xanh nhiều. Thực ra nó nở màu vàng vàng. Kiếm này kiếm gì nhỉ? Tuyên quang ạ. Trắng tuyên quang. Thúy Trơn. Thúy Trơn lấy bệt. Đấy là gì? Trong này nó có một cái nụ rất là nhỏ. Bởi vì cái này nó rất là to. Cái này là anh Vũ ạ. Đây là cây kiếm Thúy Trơn. Cái này thì nó thân lá to 50 triệu. Thân lá nó khá là to. Và lá của nó khoảng 3-4 cm. Và nó dài 60-80 cm tùy vào nuôi trồng. Bởi vì có một số cây nó nuôi trong dâm ấy thì nó sẽ lá sẽ dài hơn. Còn những cây mà nuôi nhiều nắng thì lá nó sẽ ngắn hơn. Còn những cái cây mà cho ăn tốt ý, thì cho ăn nhiều phân bón thì lá nó có thể là sẽ dày hơn. Và trông nó màu xanh nó sẽ khác hơn một chút. Còn cây này thì nó cũng kiểu dạng bình thường. Cây này nó không có gì nhiều. Thân mầm thì nó cũng như là những cái dạng tiên vũ khác thôi. Nó chẳng khác gì với cái cây tiên vũ khác cả. Cái tiên vũ bình thường. Nó chỉ có hơi có khác biệt một chút là thân lá nó xanh hơn với cả. Nhìn chung vẫn phải nhớ dạng lá hoặc là nhìn hoa. Chứ còn không nhìn hoa thì rất là khó nói. Khó nói lên điều gì. Bởi vì cây chưa hoa mà cây mà chưa nở hoa ấy, thì không thể biết được là nó là hoa màu gì cả. Bởi vì nó không chưa nở hoa thì mình cứ mặc định nó tiên vũ thôi. Bởi vì cây tiên vũ ấy thì là nó rừng mà nó nhiều dạng lá lắm. Như em thì không thể phân biệt được. Nhìn dạng lá không thể phân biệt được. Trừ những một số cây nó đặc trưng. Nó nhiều. Quá đặc trưng thì em mới có thể là biết được rằng là nó là cái cây gì. Ví dụ như cây xanh Huế chẳng hạn. Nó khá là dễ nhìn. Chứ còn cái cây Thúy Trơn này thì em chịu. Bởi vì chưa nhìn hoa thì em chưa dám nói lên một điều gì cả. Cây này bông này nó nở mấy ngày. Đấy, bông trong là nó hiện tượng nó tàn rồi. Cái này mà nó nở trúng chím ấy thì mình nhìn thì nó sẽ rất là đẹp. Bởi vì nó cây bao giờ nó cũng chỉ đẹp nhất trong cái thời điểm đó, chỉ nở từ khoảng 3 ngày đầu tiên là đẹp nhất. 3 ngày trở về đôi khi nó chỉ 1-2 ngày đầu là đẹp thôi. Nó phụ thuộc vào khi mà nở nó vào trời mưa hay là trời nắng hay là trời râm mát hay như nào đó. Bởi vì có nắng ấy, thì cánh hoa nó sẽ căng và đẹp hơn. Còn những cái mà nó không có nắng ấy, thì nó cánh hoa nó sẽ không căng bởi vì nó không có ánh nắng. Còn những cái cây mà nó có ánh nắng nở vào những hôm mà nó nắng vừa phải thì nó sẽ rất là đẹp trong 2 ngày đầu hoặc 3 ngày đầu, nó đều rất đẹp. Nhưng còn những cây về sau thì nó sẽ khó hơn. Những cái khác ấy thì nó nở, nó nhìn chung nó tùy thời điểm mà, chứ không phải thời điểm nở nào nó cũng đẹp. Bởi vì bản thân một cái cây mà nó đã nở nhiều thời điểm mà mình biết được đặc tính của nó rồi thì mình mới có thể nói được rằng là cái cây đấy là nó ổn định hay không ổn định trong mọi thời tiết. Ví dụ như cái cây này thì cây Thúy Trơn này thì là khi mà nó nở ấy thì là lúc nào nó kiểu dạng như này rồi. Nó kiểu dạng là hoa như này, màu sắc như này. Và nó khi mà chụp mà những cái bông chụp thì những cái cây Thúy Trơn này mà các anh chị cảm thấy là cánh nó rất là to, cánh bầu ấy. Mà nó trông lưỡi nó giống hệt với cấu hình nó giống hệt ấy. Thì khi mà em chỉ muốn nói là cái khi mới nở ấy, nó còn trụ chím lưỡi nó chưa quăn như này này. Thì nó trông rất là đẹp. Nó tròn chụp ảnh thì như thế thôi, nhưng mà khi quay video nó chưa nở hết. Còn nó phải nở hết như này mà nó căng mà nó cánh nó vẫn to này thì chơi mới thích.
ở bên Thái nó có những cây như dạng như này là bán đắt lắm, khủng khiếp luôn. Nhưng mà nó nhìn chung mỗi cây một vẻ, nên là so với cái giá thành của cái cây thủy trơn này thì em thấy là hợp lý với túi tiền và đáng chơi với mặt bông hoa này, hợp lý túi tiền và đáng chơi, xứng đáng đồng tiền nó xứng đáng một bông hoa, chứ không phải là giá cao giá thấp thì cả. Còn những cây khác thì nó đẹp hơn thì giá nó phải cao, thế thôi, chuyện đấy là chuyện đương nhiên. Đây là cái cây thủy trơn, nó dòng dòng tiên vũ, thì anh chị có thể nhìn đây và có thể xem tham khảo qua để biết thêm về cái loài thủy trơn, kiếm thủy trơn này. Bởi vì cái thủy của nó là cái chính giữa đấy, các bác nhìn cái bông ở giữa to này, các bác biết này, bông giữa phóng to ra nhìn biết luôn, ở giữa nó là cái tâm màu vàng ấy, ngày xưa lại gọi là thủy, còn bây giờ thì cây này em chẳng biết gọi tên là gì, và cây này vẫn gọi là, như em thì em vẫn gọi là thủy trơn lưỡi bệt, còn cây thủy trơn lưỡi chấm là cây vị hoàng. Nhưng cây này nó cũng rất là cây đẹp, cây này rất đẹp. Thì cứ mỗi loài sưu tầm một chút. Thì nhiều người người ta không hiểu ấy về thủy trơn vị hoàng ấy, người ta cứ tưởng mua thủy trơn là vị hoàng, nhưng không phải thế. Thủy trơn vị hoàng nó cũng là cây thủy trơn, nhưng cây thủy trơn thì nó có nhiều mặt bông, bởi vì cái cựa của nó ấy, cái thủy ở trong ấy, cái thủy chính giữa tâm này, chính giữa tâm này nó màu vàng thì gọi là trơn, chứ không phải là gì cả. Còn cái tên mà mình đặt ra để cho nó ấy, thì gọi là vị hoàng ấy. Thì ví dụ như là cái cây này em không đặt là vị hoàng nữa, thì em đặt gọi là đại hoàng chẳng hạn, thế ví dụ vậy, em chỉ ví dụ thôi. Còn cái cây vị hoàng là cái cây lưỡi chấm mà nhiều anh em đã công bố rồi và được rất là nhiều người yêu thích, nó cũng như cây này. Nói chung là nhìn hoa thì mỗi người một vẻ, mỗi cây này nó đều sắc tố, nó giống giống nhau. Cảm ơn anh chị đã xem video, em hẹn gặp lại anh chị vào những video cây kiếm khác hoặc là những cái loài hoa khác. Cảm ơn anh chị, xin chào.